trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Chiến dịch giải phóng trị thiên Huế năm 1975. Phần thứ nhất, giai đoạn mở đầu của chiến dịch. Cùng với đoàn tiến công Tây Nguyên mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, trên hướng phối hợp quan trọng trị thiên và khu 5, hoạt động tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng cũng diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp. Theo phân định của chính quyền Sài Gòn thì địa bàn trị thiên và khu 5 thuộc quân khu 1, bao gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Đà, Quảng Tín và Quảng Ngãi, với hai thành phố lớn là Huế và Đà Nẵng. Do vị trí đặc biệt quan trọng của địa bàn chiến lược này, nhất là khu vực Trị Thiên, nơi tiếp giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hướng phòng thủ chủ yếu hòng ngăn chặn tiến công của ta từ miền Bắc vào, nên trong suốt cuộc chiến tranh, cùng với miền Đông Nam Bộ, nơi đây địch bố trí lực lượng phòng thủ mạnh. Đầu năm 1975, lực lượng đóng tại đây có 134.000 tên, trong đó có 84.000 quân chủ lực, 50.000 quân địa phương, bao gồm 5 sư đoàn là các sư đoàn bộ binh 1, 2, 3, sư đoàn rủ, sư đoàn thủy quân lục chiến, 4 liên đoàn biệt động quân 11, 12, 14, 15, 5 thiết đoàn 4, 7, 11, 17, 20, 13 chi đội xe tăng thiết giáp 449 xe, 21 tiểu đoàn pháo binh 418 khẩu từ 105 ly đến 175 ly, 1 sư đoàn không quân 373 máy bay. Trong đó có 96 máy bay chiến đấu, 3 duyên đoàn và giang đoàn 185 tàu, thuyền, chưa kể 50 tiểu đoàn và 5 đại đội bảo an, 6 đại đội cảnh sát giá chiến. Lực lượng trên đây được tổ chức phòng ngự thành 3 tuyến. Tuyến 1, với mật danh Gia Cam, là tuyến giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đây là tuyến bàn đạp để địch mở các cuộc hành quân càn quét đánh phá các vùng căn cứ, ngăn chặn ta xâm nhập từ miền Bắc vào. Chính vì vậy, chúng bố trí xung lực và hỏa lực mạnh tuyến giữa, với mật danh là lục, chúng bố trí lực lượng vừa phải. Tuyến cuối, được đặt mật danh là xanh, có nhiệm vụ bảo vệ các khu vực sung yếu, bao gồm cơ quan đầu não quân khu 1. Có thể nói, cho đến đầu năm 1975, quân khu 1 là một trong những địa bàn địch tổ chức bố phòng mạnh nhất Nam Việt Nam nhằm ngăn chặn mọi cuộc tiến công của chủ lực ta từ miền Bắc vào. Địa bàn trị thiên Huế từ đầu tháng 3 năm 1975, địch có khoảng 56.000 tên, trong đó có 28.500 quân chủ lực, bao gồm sư đoàn bộ binh 1, sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn dù, một liên đoàn biệt động quân, hai liên đoàn và 21 đại đội bảo an, 318 trung đội dân vệ, 10 tiểu đoàn và một số đại đội trung đội pháo binh, với 194 khẩu pháo các loại từ 105 ly đến 175 ly, một lữ đoàn kỳ binh thiết giáp, với ba thiết đoàn gồm 260 xe tăng, xe bọc thép một tiểu đoàn cao xạ 27 xe M42 gắn pháo 40mm loại 2 nòng, 37 xe gắn súng máy 12,7 ly loại 4 nòng và 6 nòng, 3 duyên đoàn và 3 giang đoàn 81 tàu thuyền chiến đấu, một phi đoàn trực thăng vũ trang, hai phi đội máy bay trinh sát, chưa kể lực lượng không quân ở sân bay Đà Nẵng chi viện trực tiếp. Lực lượng này, chúng bố trí cụ thể như sau. Từ Quảng Trị đến Mỹ Chánh có hai lữ đoàn thủy quân lục chiến 258, 369, Liên đoàn Bảo an 913, Trung đoàn Thiết giáp 17 cùng lực lượng của tiểu khu Quảng Trị và các chi khu Hải Lăng, Triệu Phong, Mai Lĩnh. Từ Mỹ Tránh đến Bắc Huế có lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 147, Trung đoàn Thiết giáp 20, căn cứ pháo binh Đồng Lâm, một số tiểu đoàn Bảo an và lực lượng địa phương quân thuộc các chi khu Quảng Điền, Phong Điền. Ở Tây Bắc Huế, Cổ Bi, Núi Gió, Sơ Na, Trúc Mao, An Độ, Lai Bằng, có trung đoàn 51 thuộc sư đoàn bộ binh 1 cùng lực lượng địa phương quân thuộc chi khu Hưng Trà. Từ Tây Nam Huế đến Phú Lộc có các trung đoàn 1, 3, 54 thuộc sư đoàn bộ binh 1, liên đoàn biệt động quân 15, trung đoàn thiết giáp 17, duyên đoàn 106 ở cửa Thuận An và một số tiểu đoàn Bảo An cùng lực lượng địa phương quân thuộc tiểu khu Thừa Thiên, các chi khu Hưng Thủy, Phú Vang, Phú Thứ, Nam Hòa từ Phú Lộc đến Đèo Hải Vân có lữ đoàn Dù 2, Liên đoàn Bảo An 914, một giang đoàn ở cửa Tư Hiền, cùng lực lượng chi khu Phú Lộc. Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn một do tướng Lâm Quang Thi, phó tư lệnh quân đoàn phụ trách, đóng tại thành phố Huế. Đây cũng là một trong hai trọng điểm mà địch tập trung bảo vệ cùng với thị xã Quảng Trị. Đối với ta, Trị Thiên và khu 5 có vị trí rất quan trọng. Trị Thiên là mảnh đất dài và hẹp, gồm hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên kéo dài từ sông Bến Hải đến đèo Hải Vân. Đây là đầu mối hành lang vận chuyển chiến lược chi viện cho miền Nam, là địa bàn trực tiếp đối đầu với địch nhằm ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc và sang chiến trường Lào. Đây cũng là nơi ta có thể tổ chức các chiến dịch lớn tiêu diệt lực lượng cơ động chiến lược của địch, thu hút giam chân chúng, tạo điều kiện cho các chiến trường khác phát triển. Trong quyết tâm chiến lược năm 1975, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã đánh giá chiến trường trị thiên Huế là chiến trường có nhiều thuận lợi hơn với các chiến trường khác vì gần trung ương, có điều kiện chuẩn bị, bổ sung cơ sở vật chất kịp thời. Nếu ta tiến công mạnh, làm chủ chiến trường Trị Thiên Huế, phá vỡ hệ thống phòng ngự ở quân khu 1, giam chân lực lượng cơ động chiến lược của địch, sẽ tạo nên sự chuyển biến mới về so sánh lực lượng và thế chiến lược, tạo điều kiện vận chuyển vận chuyển, kỹ thuật và cơ động lực lượng xuống phía Nam, giải phóng các tỉnh Nam Bộ. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chọn Trị Thiên Huế làm hướng tiến công phối hợp quan trọng. Nhiệm vụ của chiến dịch Trị Thiên trong năm 1975 được Quân ủy Trung ương giao là đánh bại về cơ bản bình định của địch, tạo ra ở Trị Thiên Huế một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị cho giành thắng lợi trong năm 1976, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế. Cụ thể hơn, Trị Thiên Huế phải tiến hành các chiến dịch tổng hợp cả quân sự và chính trị bằng lực lượng cả chủ lực của bộ, của địa phương, quân khu, phối hợp chặt giữa ba thứ quân, ba mũi giáp công. Trong chiến dịch tổng hợp đó, phải nhằm tiêu diệt và làm tan rã một phần quan trọng sinh lực địch, phải diệt gọn được từng tiểu đoàn, trung đoàn địch, tạo điều kiện đánh bại về cơ bản kế hoạch bình định của địch ở đồng bằng, dành phần lớn nhân dân, dành quyền làm chủ. Khi địch đã hoang mang dao động mạnh thì phải nhanh chóng chấp lấy thời cơ, tiến lên hành động mạnh bạo, giành thắng lợi lớn nhất. Phải có hai kế hoạch, kế hoạch cơ bản và kế hoạch thời cơ. Lực lượng ta trên chiến trường Trị Thiên lúc này gồm quân đoàn 2 và lực lượng của quân khu Trị Thiên. Quân đoàn 2 có 3 sư đoàn bộ binh 304, 324, 325, lữ đoàn phòng không 673, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn công binh 219, trung đoàn thông tin 463 và một số đơn vị trực thuộc khác. Quân khu Trị Thiên có 3 trung đoàn bộ binh 4, 6, 271, một trung đoàn pháo binh cơ giới một trung đoàn cao xả một trung đoàn công binh một tiểu đoàn đặc công một tiểu đoàn bộ binh đánh giao thông một tiểu đoàn vận tải cơ giới chưa kể các tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh đại đội trung đội địa phương huyện và dân quân du kích xã nhằm bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy và hiệp đồng tác chiến phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng chủ lực và địa phương trên chiến trường trị thiên bộ chính trị và quân ủy trung ương quyết định thành lập đảng ủy mặt trận gồm các đồng chí trong thường vụ khu ủy, quân khu ủy quân khu Trị Thiên và thường vụ đảng ủy quân đoàn 2 do đồng chí Lê Tự Đồng làm bí thư. Ngày 21 tháng 2 năm 1975, đảng ủy mặt trận đã họp đi đến thống nhất, mở hai chiến dịch tiến công tổng hợp là chiến dịch Xuân Hè, còn gọi là chiến dịch K-175. Dự kiến từ tháng 3 đến đầu tháng 5 năm 1975 và chiến dịch thu dự kiến vào tháng 7 đến tháng 8 năm 1975. Ngoài kế hoạch cơ bản như đã nêu, Đảng ủy mặt trận còn dự kiến kế hoạch thời cơ và kế hoạch nghi binh đánh lạc hướng đề phòng của địch. Mục tiêu đặt ra cho chiến dịch xuân hè là tập trung toàn bộ lực lượng của quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2, đẩy mạnh tiến công tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, đánh bại về cơ bản kế hoạch bình định của chúng ở Trị Thiên, giành 35 vạn dân ở nông thôn đồng bằng, phát động cao trào đấu tranh chính trị ở thành phố, đánh mạnh các kho tàng, hậu cứ, tiệt phá giao thông, tích cực tạo thời cơ, tiến lên giành thắng lợi lớn giải phóng thành phố Huế. Đảng ủy mặt trận đề ra yêu cầu đối với chiến dịch xuân hè là phải phá lòng, làm tan rã hệ thống kìm kẹp của địch ở đồng bằng, dàn từ 7 đến 10 vạn dân, tiêu diệt được từ 5 đến 7 tiểu đoàn địch, phá vỡ thế phân tuyến, chiếm lĩnh một số địa bàn có lợi, cắt đứt từng phần tiến tới cắt đứt hoàn toàn tuyến giao thông chiến lược đường số 1 từ Huế đi Đà Nẵng, đồng thời thu hút giam chân lực lượng cơ động chiến lược của địch ở đây, tạo thuận lợi cho các chiến trường khác phát triển thời cơ đến thì tung hết lực lượng ra tiến công giải phóng toàn bộ nông thôn, bao vây uy hiếp thành phố Huế, nếu có điều kiện thì giải phóng hoàn toàn trị thiên Huế. Hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch được xác định từ Tây Nam Huế, theo đường 14 đến Tây Nam Phú Lộc, Nam Thừa Thiên. Mục tiêu tiến công chủ yếu là khu vực Mỏ Tàu, điểm cao 303 đến Bắc Đèo Hải Vân. Hướng này do Sư đoàn 324 thiếu Trung đoàn 3 và Sư đoàn 325 thiếu Trung đoàn 95 của Quân đoàn 2 đảm nhiệm. Các lực lượng khác do quân khu Trị Thiên phụ trách. Cụ thể, Bắc Thừa Thiên gồm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, có trung đoàn 4 bộ đội chủ lực quân khu, đại đội 25 đặc công, tiểu đoàn 10 của tỉnh và bộ đội địa phương huyện, các đội vũ trang công tác. Khu vực thành phố Huế và vùng ven do lực lượng vũ trang và các đội công tác của thành phố đảm nhiệm. Khu vực đồng bằng phía Nam thành phố Huế gồm các huyện Hương Thủy, Phú Vang có tiểu đoàn 4 bộ binh một đại đội đặc công của tỉnh, cùng bộ đội địa phương huyện và các lực lượng vũ trang công tác. Phía tây Nam Huế và huyện Phú Lộc, ngoài lực lượng của quân đoàn 2, có tiểu đoàn bộ binh 5 thiếu một đại đội, tiểu đoàn 2 chủ lực quân khu, một đại đội đặc công thuộc tiểu đoàn 2 đặc công tỉnh, bộ đội địa phương huyện và các đội vũ trang công tác. Đồng thời với xây dựng kế hoạch tác chiến, công tác chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch cũng được tiến hành khẩn trương, nhất là bảo đảm đường cơ động cho các lực lượng. Thực hiện nhiệm vụ này, Lữ đoàn công binh 219, Trung đoàn công binh 414 của quân khu Trị Thiên, cùng các tiểu đoàn công binh của các sư đoàn 324, 325, 673, Lữ đoàn pháo binh 164, Lữ đoàn xe tăng 203 và các đại đội công binh của các trung đoàn bộ binh đã không ngại khó khăn, ngày đêm phá núi, bạt rừng mở đường, bắc cầu. Nhờ vậy, chỉ trong 40 ngày đêm, các tuyến đường cơ động trọng yếu như đường 73, 74 từ đường 14 Đông Trường Sơn tỏa xuống các địa bàn chiến dịch với chiều dài 65 km đã nhanh chóng được khôi phục, mở rộng. Quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên còn mở thêm một đường đất từ A Lưới nối với đường 14, bảo đảm cho xe cơ giới cơ động và làm các đường nhánh xung quanh động chuồi, tả và hữu ngạn sông chuồi, bảo đảm cho sư đoàn 325 vào vị trí tập kết, triển khai tiến công. Khi có thời cơ, cơ động ra cắt đường 1. Để bảo đảm vật chất phục vụ cho chiến dịch, đoàn 559 huy động tối đa các phương tiện vận tải, cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân hai tỉnh Quảng Trị, thừa thiên vận chuyển lương thực, thực phẩm và đạn dược. Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng ngàn tấn vũ khí, lương thực, thuốc chữa bệnh, quân trang, quân dụng được chuyển gấp vào lót ổ ở các kho trận địa bàn chiến dịch. Các tỉnh, huyện còn tổ chức các trạm thu mua lương thực tại chỗ, vận chuyển về tập kết ở các cơ sở bí mật, các tuyến bảo đảm hậu cần, quân y thông tin, các trầm chữa xe máy, vũ khí, khí tài được thiết lập trên các hướng. Có thể nói, chưa bao giờ chiến trường Trị Thiên Huế được chuẩn bị đầy đủ vật chất cho chiến dịch như lúc này. Về tổ chức chỉ huy, Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp chỉ đạo quân đoàn 2 và quân khu trị Thiên trong quá trình thực hiện chiến dịch. Trên các hướng chiến dịch, Bộ Tư lệnh quân khu và quân đoàn 2 tổ chức các sở chỉ huy. Quân khu Trị Thiên tổ chức hai sở chỉ huy, sở chỉ huy cơ bản và sở chỉ huy tiền phương sở chỉ huy cơ bản đóng ở cốc ba bó gồm các đồng chí hồ tú nam dương bá nuôi trần văn ân và một số đồng chí đại diện địa phương như nguyễn vạn khu ủy viên trưởng ban dân vận nguyễn trung chính ủy viên thường vụ tỉnh ủy trịnh đình phung tỉnh đổi phó sở chỉ huy cơ bản trực tiếp chỉ đạo chỉ huy cánh bắc huế và quảng trị sở chỉ huy tiền phương có các đồng chí lê tự đồng bí thư đảng ủy mặt trận tư lệnh quân khu nguyễn văn thanh phó chỉ huy Nguyễn Chi tham mưu trưởng, Nguyễn Mạnh Thoa tham mưu phó. Sở chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ mặt trận Nam Thừa Thiên, kể cả khu vực đường 12, thành phố Huế và trực tiếp hiệp đồng với quân đoàn 2. Quân đoàn 2 đặt sở chỉ huy cơ bản có các đồng chí Nguyễn Hữu An tư lệnh quân đoàn, đồng chí Lê Linh chính ủy ở động chuổi Nam Thừa Thiên nhằm đánh lạc hướng phán đoán của địch tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng tham gia chiến dịch cơ động và vị trí tập kết an toàn. Bí mật, tại Quảng Trị, quân khu Trị Thiên tổ chức cuộc diễn tập tiến công địch ở Thanh Hội, Cửa Việt, sau đó là Ái Tử, Tích Tường, Như Lệ. Cuộc diễn tập khiến địch lúng túng trong việc xác định hướng tiến công chủ yếu của ta. Trong khi đó, Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 304 bí mật rút khỏi Quảng Trị về đứng chân trong đội hình Sư đoàn làm nhiệm vụ lực lượng dự bị của quân đoàn. Trung đoàn 46 tăng cường cho chỉ thiên thay cho sư đoàn 325 ở hướng Quảng Trị, cũng vào chiếm lĩnh vị trí an toàn. Chỉ một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày mùng 5 tháng 3 năm 1975, phối hợp với chiến trường chính đánh địch, chiến dịch tiến công tổng hợp Xuân Hè 1975 ở Chỉ Thiên cũng bắt đầu. Lực lượng vũ trang địa phương mở một số trận đánh trên các trục đường giao thông, trong đó Điển hình là trận phục kích của tiểu đoàn bộ binh 21 trận đánh đoàn xe địch trên đèo Hải Vân làm tắc nghẽn giao thông của địch từ Huế đi Đà Nẵng. Trận đánh sập cầu An Lỗ trên đường số 1, cách Huế 25 km về phía bắc của đại đội 25 gây khó khăn cho địch trong việc cơ động lực lượng và vận chuyển hàng quân sự từ Huế ra Quảng Trị. Trận vây ép điểm cao 367, động ông do của tiểu đoàn 8 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị. Trận pháo kích vào căn cứ Đồng Lâm, sân bay Phú Bài của pháo binh quân khu Trị Thiên các hoạt động trên đây của lực lượng vũ trang địa phương làm lạc là hướng sự chú ý của địch. Lợi dụng tình hình này, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 8 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, tiểu đoàn 10 bộ đội địa phương tỉnh Thừa Thiên, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 21 chủ lực quân khu, tiểu đoàn 3 đặc công của thành phố Huế cùng hơn 100 đội công tác vũ trang, nhanh chóng cơ động xuống đồng bằng phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ, đồng loạt tiến công các chi khu, quận lị, phân chi khu, vũ trang tuyên truyền ở 53 xã với trên 20 vận dân. Ta làm chủ quận lị Mai Lĩnh và 11 phân chi khu. Lúc này, trên hướng tiến công chủ yếu ở Tây Nam Huế, Sư đoàn 324 của quân đoàn 2 đã triển khai xong lực lượng, chuẩn bị tiến công địch ở mỏ tàu và trên điểm cao 303. Sáng ngày 8 tháng 3 năm 1975, sau loạt đạn pháo bắn cấp tập của các điểm cao 303, 75, 76, 324, mỏ tàu, Cuộc tiến công của sư đoàn 324 bắt đầu. Ở mũi tiến công chủ yếu, trung đoàn bộ binh 2 đánh mạnh vào hai mục tiêu then chốt là điểm cao 303 và 324. Ở mũi thứ yếu, trung đoàn 1 tiến công điểm cao 75, 76. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Đến 10 giờ ngày mùng 8 tháng 3, ta chỉ mới chiếm được mỏm E6, E7 thuộc điểm cao 324. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, với sự chi viện của pháo binh sư đoàn 325, trung đoàn 2 đã chiếm được điểm cao 224 và 273, loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 1 và trung đoàn 54, sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn. Cùng thời gian này, sư đoàn 324 tổ chức một bộ phận trinh sát luồn sâu, bí mật tập kích tiêu diệt cụm xe tăng địch ở núi Nghệ, uy hiếp địch ở phía Tây và vùng đồng bằng Nam Huế. Mất điểm cao 224 và một số vị trí quan trọng khác. Mỏ tàu và điểm cao 303 bị đe dọa, dẫn tới nguy cơ đường số 1 bị cắt, Trị Thiên Huế sẽ bị cô lập. Trước tình hình đó, địch vội điều thêm lực lượng tăng cường cho tuyến phòng thủ này và tổ chức phản kích để chiếm lại cao điểm 224. Tiểu đoàn 61 thuộc liên đoàn biệt động quân 15 được điều ra núi Bông, tiểu đoàn biệt động quân 94, 96 và chi đoàn thiết giáp 27 giữ điểm cao 31. Chi đoàn thiết giáp 37 cùng một đại đội của tiểu đoàn 154 án ngữ điểm cao 52 tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 1, sư đoàn 1 ra tăng cường, chuẩn bị phản kích chiếm lại điểm cao 220 tú. Ngày 13 tháng 3 năm 1975, cuộc phản kích của địch bắt đầu. Địch dùng phi pháo bắn phá ác liệt vào trận địa ta, yểm trợ cho bộ binh tiến công liên tục vào điểm cao 224. Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức quyết liệt và giằng dai kéo dài 7 ngày không phân thắng bại. Cuối cùng ta phải chịu nhường cho địch chiếm một phần điểm cao 224 nhìn chung trên hướng chủ yếu của chiến dịch, cho đến thời điểm này, ta đã phá vỡ một mảng lớn hệ thống phòng ngự của địch ở khu vực đường 14, diệt và bắt sống gần 1.000 tên địch, trong đó, một tiểu đoàn bị diệt gọn, một tiểu đoàn khác bị đánh thiệt hại nặng. Kết quả đạt được tuy còn khiêm tốn, song điều quan trọng là ta đã thu hút, giam chân một lực lượng lớn chủ lực địch tại đây, tạo thuận lợi cho hướng khác hoạt động mạnh. Phối hợp với hướng chủ yếu, ngày 8 tháng 3 năm 1975, trên các địa bàn do quân khu Trị Thiên đảm nhiệm, lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt tiến công địch ở nhiều địa điểm. Tại khu vực đường số 12, tiểu đoàn 9, trung đoàn 271 cùng trung đoàn 6 chủ lực quân khu tiến công căn cứ La Sơn, Trúc Moa, điểm cao 300. Địch phá đoán đây là hướng tiến công chủ yếu của ta nên chúng tổ chức phòng ngự rất kiên cố và tổ chức phản kích quyết liệt. Trung đoàn 6 vừa tiến công vừa bao vây, tạo thế uy hiếp, thu hút lực lượng địch, làm cho chúng bị căng kéo dàn mỏng đối phó, tạo điều kiện cho quân và dân các địa phương vùng đồng bằng đẩy mạnh tiến công địch. Ở phía Nam Huế, ta đồng loạt tiến công vào 6 phân chi khu ở Phú Vang, một phân chi khu ở Hương Thủy, các phân chi khu Vĩnh Giang, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiến và chi khu quân sự Vĩnh Lộc, phá giã, phá lòng hệ thống kìm kẹp của chúng ở nhiều xã, ấp. Phía Bắc Huế, Trung đoàn Bộ binh 4 được pháo binh Trung đoàn 16 và Trung đoàn 220 bốn chi viện, đã tiến công và làm chủ căn cứ phổ lại. Địch phản kích quyết liệt hòng chiếm lại địa bàn quan trọng này. Trung đoàn 4 đã kiên cường chiến đấu trụ vững trong 6 ngày, bẻ gãy các đợt phản kích của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 530 tên, bắn rơi một máy bay, phá hủy 6 xe quân sự, 3 khẩu pháo, thu nhiều vũ khí. Cùng với đoàn tiến công của Trung đoàn 4, lực lượng vũ trang Nguyện Phong Điền cùng các đội công tác vũ trang đồng loạt tiến công diệt gọn 5 trên 9 phân chi khu làm tan giá chính quyền cơ sở địch ở thôn, xã. Tại Quảng Trị, lực lượng vũ trang địa phương tập kích địch ở điểm cao 122, 118, 90, đồng thời chế áp trận địa pháo ở dốc bầu, Tân Điền. Đáng chú ý, đêm ngày 8 dạng ngày 9 tháng 3, đại đội 12 phối hợp cùng đại đội trinh sát 130, tiểu đoàn đặc công 10 của tỉnh tiến công chi khu quân sự Mai Lĩnh, một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ của địch ở Quảng Trị, diệt 100 tên hoạt động mạnh của ta ở vùng giáp danh đã cổ vũ phong trào ở đồng bằng phát triển. Vùng đồng bằng Quảng Trị từ ngày 8 tháng 3, các đội vũ trang công tác cùng bộ đội địa phương, dân quân, du kích tiến công các phân chi khu Hải Nhi, Hải Kinh, Hải Vân, diệt và bức rút 11 chốt địch đóng xung quanh điểm cao 235 và 21 chốt ở Tây Hải Lăng. Ở đồng bằng Thừa Thiên, lực lượng vũ trang tại chỗ hỗ trợ nhân dân Phú Lộc, Phú Thứ, Phong Quảng, Hương Trà nổi dậy diệt ác phá kiềm giành quyền làm chủ 13 xã, giải phóng hơn 30.000 dân. Hết phần 1, kính mời quý vị và các bạn đón xem tiếp phần 2 của chiến dịch trị thiên Huế.